Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 160 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là 13 ngày. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. tập trước á vương lâm nhờ cơ duyên là cái lực lượng của huyết tổ nè à, lực lượng của ông già lão già kia rồi một phần máu huyết của huyết tổ nè rồi lúc này á dẫn động đến thiên kiếp đến nữa mà vương lâm đột phá từ vấn đỉnh viên mãn đạt đến âm hư rồi đạt đến dương thực nữa thì lúc này huyết tổ đứng phía ngoài thấy tất cả không muốn để cho vương lâm thăng cấp tiếp nữa nên ông ta quyết định tiến vào để giết vương lâm nhưng mà khi ông ta tiến vào nơi này thì do Ông ta đã bị thương nặng rồi, đã tụt từ cảnh giới uh, trên xuống còn chỉ có dương thật thôi. Mà tiến vào gần Vương Lâm thì bị thiên kiếp ở đây áp chế một phần nữa. Do đó ông ta đánh rất đuối với Vương Lâm, vì Vương Lâm chẳng nhẫn hiện tại cảnh giới đã dương thật rồi, còn nhờ có thiên kiếp hỗ trợ nữa. Thì sau khi đánh nhau một hồi, uh, Vương Lâm mới tiến vào trong suốt nguyên thần ra tiến vào trong cơ thể của ông huyết tổ này thì nguyên thần của huyết tổ với nguyên thần vương lâm đánh nhau thì nguyên thần huyết tổ đánh không lại nhưng mà cái đạo thiên kiếp cuối cùng rất là mạnh đã bổ xuống nên ông ta chẳng còn cách nào khác đó là bỏ cái thân xác này mà bỏ chạy nguyên thần bỏ chạy bỏ thân xác này lại còn vương lâm á thì um, lúc này um, mặc dù bị giam cầm ở trong cái xác thịt huyết tổ này nhưng mà hắn lại không muốn chạy ra ngoài nguyên lực trong nguyên thần vương lâm vận chuyển rồi bao phủ lấy thiên kiếp đang giáng xuống những tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên trong không trung rồi truyền ra thật xa huyết phong lập tức tan vỡ dưới thiên kiếp xác thịt của huyết tổ lại bị tàn phá một mảnh nguyên thượng vương lâm cũng bị đánh văng ra ngoài nó hóa thành thái cổ lôi lung phóng lên bầu trời gầm rống những tầng mây đã hoàn toàn tiêu tán thiên kiếp đã biến mất nguyên thượng vương lâm cuộn lại rồi mang theo xác thịt huyết tổ quay về mảnh lục địa lúc này lục địa chỉ còn lại một trăm trượng xem ra đây không còn là một mảnh lục địa nữa mà trở thành một mảnh đất lớn rồi nguyên thần dung nhập vào trong cơ thể vương lâm mở mắt từ cơ thể của hắn một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thu lại xác thịt huyết tổ đồng thời hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái mảnh đất dưới chân ánh mắt lóe lên rồi vỗ tay xuống mặt đất mảnh đất lập tức rung lên dung nhập vào trong nguyên thần vương lâm nó nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một cái hạt cát nhỏ bị Vương Lâm nuốt chửng. Hắn cười lớn một tiếng, tiến một bước phóng thẳng về phía trước. Lúc này Tu Vi Vương Lâm đã đến dương thực rồi, tuy vẫn chưa đỉnh phong nhưng cũng không còn kém quá xa. Nguyên lực trong cơ thể của hắn có rất nhiều, nhưng mà vẫn còn rất nhiều chưa được hắn hấp thu. Một khi Vương Lâm hấp thu toàn bộ sẽ lập tức đạt đến dương thực đỉnh phong, khoảng cách tới bước thứ hai đã tới rất gần rồi. Trên lôi thiên giới này ngoại trừ một số ít người ra Bây giờ Vương Lâm đã không còn địch thủ rồi Lúc này Vương Lâm phối hợp thần thông và pháp bảo Đặc biệt là mảnh đất của lôi thiên giới khi nãy Và bộ xương thú đoạt được trước đó Cho dù có gặp phải tu sĩ khuy nước sơ kỳ Vừa mới bước vào cánh cửa thứ hai Cũng có tư cách để đánh một trận Vương Lâm đã chạy từ liên minh tinh vực Đến la thiên tinh vực Đến lúc này cảm giác áp lực bị hắn quét sạch rồi Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang thần thức tản ra rồi lập tức đuổi theo nguyên thần huyết tổ đang chạy trốn phía trước. Nhũ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Sát khí trong mắt vương lâm lóe lên, đạt tới tu vi dương thực, nguyên lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể, tốc độ liên tục tăng lên gấp mấy lần so với vấn đỉnh đại viên mãn trước đây. Hắn giống như là một luồng lưu tinh xuyên qua không trung. Một cảm giác tự tin tràn ngập trong lòng vương lâm Loại cảm giác tự tin này không có quan hệ lớn tới tu vi mà là lòng tin của một tu sĩ nghịch tu. Thì ra những tu sĩ mạnh mẽ như huyết Tổ, thiên dân tử, lần thiên hậu cũng không phải không thể chiến thắng được. Trong mắt vương lâm lóe lên sự kiên quyết, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Sợ rằng ngay cả thiên vận tử cũng không thể tưởng tượng được rằng tên đệ tử mà lão thu nhận đến từ một tinh cầu vứt đi sẽ có thành tựu như ngày hôm nay có thể dựa vào hàng loạt cơ duyên rồi bứt tách huyết tổ đến tình cảnh như vậy nhưng mà trước đó cũng có người đã giúp đỡ ta nếu không thì huyết tổ không thể bị ta phát hiện ở trong tình cảnh suy yếu như vậy được ánh mắt vương lâm trở nên ngưng trọng nghi vấn này vẫn còn tồn tại trong lòng hắn lúc này ở sâu trong khoảng không phía trước vương lâm trên một mảnh lục địa một người với vẻ mặt trắng bệch đang chạy trối chết cánh tay phải của gã đã vỡ vụng thậm chí máu tươi còn liên tục chảy ra ngoài trên người tên này có nhiều vết kiếm đặc biệt là vết thương nơi bụng có chút kinh người lúc này nguyên thần của gã cũng bị thương có dấu hiệu tan vỡ nếu không dựa vào thần thông phá diệt cấm của gia tộc để bỏ chạy thì sợ rằng đã sớm chết rồi một luồng tử khí bao bọc khắp nguyên thần trên mặt người này lộ ra vẻ đau khổ và không cam chịu gã cố ý phản kháng nhưng đối phương lại có phá cấm cổ kính gã vì giúp vương lâm mà thi triển ra tâm cấm nhưng lúc này vẫn không đủ trừ khi là gã kéo dài được khoảng cách nếu không sẽ chẳng thể che giấu được thân thể trong một khoảng thời gian ngắn được trên lã thiên tinh vực này chỉ có những gia tộc truyền thừa mới có phá cắm cổ kính nếu lý gia của ta cường đại thì những người này chỉ có thể nhảy nhót như thằng hề mà thôi nhưng lúc này à, hữu huynh à lý mẫu không thể hoàn thành những lời hứa với ngươi rồi không thể truyền cho ngươi tâm cấm đây không phải là mong muốn của ta mà biểu ca bảo bối trên người của tinh này rất nhiều đó Tiên kiếm này uy lực thật mạnh, mũi rất thích nó. Có ba người đang đuổi theo không nhanh không chậm ở phía sau. Ba người này có hai nam một nữ, tướng mạo cô gái khá xinh đẹp, trong mắt hiện lên vẻ quyến rũ. Lúc này trong tay của nàng là một thanh tiên kiếm mà Lý Nguyên lấy được từ trong không gian trữ vật của tiên nhân. Hai người đàn ông còn lại gồm một già một trẻ. Người thanh niên nghe như vậy thì mỉm cười, ung dung, nói <laughs> Nếu hạ mũi đã thích rồi, thì trên người tên này còn có 8 cái nữa, ta bắt hắn đưa ra từng cái một, sau đó lại hỏi rõ xem hắn lấy từ nơi nào, rồi ta sẽ đưa mũi đi. Tu vi người này cũng là vướng đỉnh đại viên mãn, nhưng mà lão già bên cạnh lại không tầm thường. Nếu Vương Lâm có mặt ở đây thì chỉ cần liếc mắt qua một cái cũng có thể nhìn rõ tu vi đã đạt đến cảnh giới âm hư đỉnh phong của lão già này. Bên trong hư vô, trong quá trình bay đi, Vương Lâm không ngừng làm quen với cảnh giới dương thực của mình tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn nguyên lực hùng hậu trong cơ thể vận chuyển vẫn hơi khiến cho thân thể có chút cực nhỏ không ổn thường thì khi hắn đạp chân bước đi lại có nguyên lực tự hành lưu động khiến cho mỗi bước của hắn đạp ra lại giống như là phá nát cả hư không vậy so sánh với trước đó thì vương lâm đã có sự khác biệt rất lớn lúc này đây hắn dường như có chút chưa thể phối hợp toàn thân mình có chút hơi lắc lư thậm chí hắn có chút cảm giác mơ hồ rằng mình chính là đã dung hợp với thiên địa trong lòng chỉ cần hơi suy nghĩ thì sẽ đạt được như ý muốn loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt cuối cùng thậm chí trong lòng vương lâm còn dâng lên một cổ cảm giác kích động nóng lòng muốn thử ánh mắt hắn lóe lên nhìn về phía hư vô vô tận phía trước sự kích động trong cơ thể đã tới cực hạn dường như chân chính muốn dung hợp với cả thiên địa giống như mảnh thiên địa bên trong hư vô này chính là thân thể của hắn vậy loại cảm giác này có chút vô lý sự bình tĩnh và lý trí của Vương Lâm nói cho hắn biết rằng điều này không có khả năng, nhưng mà cảm giác và nguyên thần truyền tới lại rất chân thực. Ánh mắt hắn lóe lên, Vương Lâm trầm ngâm một lúc, dứt khoát bỏ qua lý trí, nhắm hai mắt lại, dựa vào cảm giác của thân thể và nguyên thần, bước về phía trước một bước, lập tức thiên địa xung quanh bỗng nhiên chấn động, hư vô giữa khắc này giống như là hóa thành một cái mặt nước yên lặng. Còn bước chân của Vương Lâm thì như đạp lên mặt nước vậy từng đạo gợn sóng vô hình nhanh chóng hướng về bốn phía tản ra khi chân phải vương lâm hạ xuống cùng lúc đó nguyên lực trong cơ thể của vương lâm phút chốc đã lưu chuyển tràn ngập toàn thân dùng hợp với thiên địa xung quanh hình thành một loại liên hệ rất kỳ dị đúng lúc này thân thể của vương lâm biến mất có một loại thần thông còn cao hơn thuấn di khi tu vi đạt tới nguyên anh vượt xa na di khi đạt tới vấn đỉnh thậm chí so với việc vô số na di thi triển cùng lúc hình thành đại na di thì thần thông này cũng phải nhanh hơn rất nhiều tên của cái loại thần thông này chính là súc địa thành thốn đây là thần thông mà chỉ sau khi chi khí ở trong cơ thể của thượng cổ luyện khí sĩ hóa thành nguyên thần mới có thể có được ở tu chân giới bây giờ cũng chỉ có những tu sĩ chân chính bước vào bước thứ hai sau khi tu vi đạt thức khuy niết kỳ thì mới có thể cảm ứng và thi triển ra được cũng không phải mỗi một tu sĩ bước vào bước thứ hai đều có thể cảm nhận được nguyên lực thần thông nó không liên quan đến thiên tư mà là cảm ứng đối với nguyên lực trong hư không cách xa vô số dặm từ chỗ vương lâm vừa biến mất huyết tổ đang cấp tốc bỏ chạy tu vi của lão bị rơi xuống dương thật nhiều thần thông cũng không thể thi triển ra được hơn nữa nguyên thần cũng đã bị hao tổn bên trong hư không ông ta không ngừng nguyền rủa dương lâm đợi sau khi lão phụ khôi phục ta thề sẽ giết ngươi tốc độ của huyết tổ cực nhanh bỏ chạy trong hư không giống như một đạo tàn ảnh một lúc lâu sau ông ta mới thử phào một hơi thầm nhủ Tình tiểu tử dương lâm kia hẳn là không đuổi kịp nữa rồi Cần phải nhanh chóng tìm được một người để đoạt xá Tu luyện bí pháp tranh thủ nhanh chóng khôi phục tới khuy nếp kỳ Trầm ngâm một lúc huyết tổ đã thầm hảo quyết tâm Nhưng mà ngay lúc này thân sắc của ông ta bỗng nhiên đại biến Không chút do dự lập tức bỏ chạy Chỉ thấy khoảng trăm trượng phía sau của ông ta Từ trong hư vô lóe ra một mảnh gợn sống Bốn dáng của vương lâm trực tiếp bước ra Chừng phải vương lâm hạ xuống mở hai mắt ra huyết tổ ở xa xa cũng suýt nữa là hùng bay phách tán đáy lòng khiếp sợ đến rung lên xúc địa thành thống người này chưa đạt tới khuyên đức kỳ làm sao có thể thi triển cái loại pháp thuật đại thần thông chuyên thuộc về tu sĩ bước thứ hai này chứ không có khả năng được Đáy lòng huyết tổ chua xót vội vã bỏ chạy lời đồn rằng người mà có thể nháy mắt vượt qua được cảnh giới âm dương hư thực thì thành tiểu sau này thường đều đạt tới đỉnh cao nhất của bước thứ hai chẳng lẽ là thực sao Đáy lòng của huyết tổ cực kỳ hoảng sợ dù khi tu vi chưa bị giảm xuống Nhưng lão cũng không có cách nào học được Chỉ có thể cảm thụ được thần thông xúc địa thành thú này mà thôi Và lão cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ Mà chỉ mới đụng tới chút da lông bên ngoài mà thôi Theo lão biết ấy, thì thần thông xúc địa thành thú này Dù là lăng thiên hậu cũng dường như chưa hoàn toàn hiểu được Trong mắt hạng người như bọn họ Thần thông này chính là đã tiếp cận với bước thứ ba rồi Lần đầu tiên đáy lộng của huyết tổ sinh ra một tia sợ hãi đối với Vương Lâm loại sợ hãi này sinh ra khi lão tận mắt chứng kiến vương lâm thoát biến chứng kiến vương lâm từ một phấn đỉnh đại viên mãn bước thứ nhất tu đạo đã đạt tới trình độ như bây giờ tình tiểu tưởng vương lâm này nhất định là cực kỳ may mắn mà nhất định là do may mắn mà thi triển được xúc địa thành thốn này đấy lòng của huyết tổ cực kỳ chua xót cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ chạy ngay khi hai mắt vương lâm mở ra bên trong đã lộ ra vẻ tỉnh táo cho tới bây giờ hắn vẫn còn có chút không quá rõ ràng dưới cảm giác của hắn, hết thể quá trình vừa rồi là chính mình nâng chân phải lên và sau đó đặt chân xuống. Nhưng mà trong quá trình này lại như bước qua vô số năm tháng, hết thể mọi thứ trong nháy mắt đã thoáng cái mà qua. Đến khi chân hắn hạ xuống liền đã tới được nơi này. Mà trước mặt của hắn lại chính là huyết tổ, người mà hắn đang chuẩn bị truy kích như trong lòng hắn đang suy nghĩ. Thần thức của ta căn bản là không có khả năng tập trung được hắn. Chỉ có điều trong lòng có sát niệm, không ngờ đã bước qua khoảng cách vô tận một cách rất kỳ lạ đi tới nơi đây nhìn chầm chầm vào bóng dáng của huyết tổ đang biến mất ở phía xa xa vương lâm không nóng lòng đuổi theo mà là trầm ngâm suy nghĩ cảm thụ những loại biến hóa trước đó cùng với việc đuổi giết huyết tổ thì vương lâm rõ ràng nhận ra rằng cái loại cảm thụ này còn đáng quý hơn rất nhiều thời gian dường như trôi qua cực kỳ chậm rãi khi lại giống như nháy mắt đã qua nửa nén hương sau Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ như có điều hiểu ra. Hắn ngưỡng đầu nhìn thoáng qua hư không, nâng chân phải lên, thử bước về phía trước. Dưới một bước này, gần sống lại xuất hiện, nhưng mà thân mình hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cái loại cảm giác như dung hợp với thiên địa là một thể cũng không xuất hiện nữa. Vương Lâm nhíu mày, nhìn thoáng qua phương hướng huyết tổ vừa biến mất, bước ra từng bước một đuổi theo, truy kích huyết tổ. Chẳng qua mục đích trọng yếu nhất lúc này trong lòng Vương Lâm chính là tìm lại cảm giác như dung nhập vào với thiên địa như vừa rồi. Khi Vương Lâm hồi tưởng lại lúc trước, có thể nói cũng khiến cho tim hắn phải đập thình thịch. Loại thần thông này nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, thì chẳng phải là hóa thành du hình giữa thiên địa sao? Ánh mắt Vương Lâm lụ ra quan mang kỳ dị, từng bước một bước ra. Một lúc lâu sau, bước chân của hắn ngày càng nhanh, cuối cùng thân mình của hắn như hóa thành một đạo lưu quang, chợt lóe lên rồi biến mất dần dần cái loại cảm giác như dung nhập vào giữa đất trời lại hiện lên trong lòng vương lâm hắn kìm nén dao động trong lòng lặng lẽ thể hội chẳng qua cảm giác này cũng cực kỳ mờ nhạt không phải dễ dàng có thể hoàn toàn nắm giữ được mắt thấy cảm giác dung hợp với thiên địa có dấu hiệu tiêu tan vương lâm than thầm trong lòng lại nghĩ tới huyết tổ cả người bước ra lại đột nhiên biến mất huyết tổ đang bỏ chạy đấy lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an cái loại cảm giác này dù khi là lão đối mặt với lão tổ của Diêu Gia, huyết thần tử cũng không mãnh liệt như vậy. Đúng lúc này bỗng nhiên thần sắc của ông ta đại biến, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà chỉ trong giây lát, một đạo thiên ảnh xuất hiện trong hư không, hướng về huyết tổ hung hăng chụp lấy. Một tiếng nổ va chạm vang lên, hai tay huyết tổ bấm quyết, đánh ra một đạo huyết quang va chạm với thiên ảnh kia. Thân mình lần nữa lùi lại phía sau, chỉ thấy phía sau tiên ảnh kia gần sống lại nổi lên xung quanh. Vương Lâm đã đạp chân bước ra rồi. Tâm thần của huyết tổ đại chứng, cánh tượng trước mặt này làm tiêu tan phán đoán của lão trước đó. Liên tục hai lần thi triển thành công đại thần thông xúc địa thành thúng này thì lão đã cho rằng không thể lấy hai cái chữ may mắn để lừa mình gạt người nữa. Sau khi Vương Lâm xuất hiện, thân mình nhoáng lên liền tiến về phía trước, tay phải lại chỉ lên trời. Thoáng chốc, một đạo hoàng tuyền bỗng nhiên trải ra giữa thiên địa, Bên trong hoàng tuyền oán khí nồng đậm, hình thành từng trận âm thanh gào rít vang vọng khắp nơi. Hoàng tuyền đã khác hẳn với trước đây rồi, lúc này từ bên trong hoàng tuyền tản mát ra dày đặc thiên địa nguyên lực, hiển nhiên theo tu vi của Vương Lâm được đề cao, ngay cả thần thông cũng xuất hiện những biến hóa cơ bản. Nguyên lực hoàng tuyền. Vương Lâm lạnh lẽo nhìn huyết tổ trong miệng ngâm khẽ. Trong chốc lát, hoàng tuyền chấn động nguyên vốn chỉ trải ra về phía chân trời bỗng nhiên khuất tán vô tận dường như thay thế được cả một mảnh thiên địa xung quanh bốn phía toàn bộ trở thành hoàng tuyền bao phủ vương lâm và cả huyết tổ thiên địa nguyên lực tràn đầy oan hồn do vô số oán khí hình thành ngưng tụ mà ra từ bốn phương tám hướng không ngừng công kích về phía huyết tổ thần sắc của huyết tổ cực kỳ âm trầm giờ phút này thân thể và nguyên thần của ông ta vốn cực kỳ suy yếu nhưng hoàng tuyền dù có thế nào thì huyết tổ vẫn là huyết tổ. Dù là rơi vào trạng thái như vậy, nhưng Vương Lâm muốn giết ông ta cũng rất khó khăn. Mặc dù ở trong hoàng tuyền vô tận, nhưng mà trên mặt của ông ta hiện lên vẻ tàn khốc. Hai tay bấm quyết, hồng quang trên thân thể ông ta lập tức sáng chói lên. Một cổ uy áp cường đại từ trên người hiển lộ ra. huyết khóa! Toàn thân huyết tổ trở nên mất máy. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nguyên thần hóa thành một huyết trảo thật là lớn chụp thẳng về phía của vương lâm một đảo chụp ra lập tức ba đảo cái khe giống như cuộn lông mang theo âm thanh xé gió nhằm về phía của vương lâm nhảy mắt khi nó lao đến tay phải vương lâm nâng lên nguyên lực trong cơ thể cuộn cuộn vỗ về phía trước chỉ nghe một tiếng ầm vang lên thân mình vương lâm lùi lại phía sau rời khỏi phạm vi của hoàng tuyền trong miệng lại ngâm khẽ ngưng tụ tuyền hùng vô số oán khí trong hoàng tuyền ngưng tụ phút chốc đã có nguyên lực tiến vào khiến cho nó càng thêm sắc bén không ngờ trong hoàng tuyền hiện lên vô số bóng dáng của Diêu tích tuyết đánh về phía huyết tổ huyết tổ rên lên một tiếng huyết trảo chụp về phía sau như muốn đem hoàng tuyền xé rách vì phần oan hùng của Diêu tích tuyết ảo hóa mà ra dù ông ta biết là giả nhưng vẫn không nở ra tay dưới một trảo này hoàng tuyền cũng bị ông ta xé ra một chỗ hổng thân mình ông ta nhoáng lên lao thẳng về phía chỗ hổng kia lúc này đây vô số oán khí hóa thành diêu tích tuyết không ngừng ngăn cản ông ta lại huyết tổ gầm lên một tiếng bi thương trên mặt lộ ra vẻ quyết đoán huyết trảo lại đảo qua bên ngoài thân thể liền khiến cho vô số oán khí hóa thành diêu tích tuyết hoàn toàn sụp đổ những âm thanh thê thảm cực kỳ chân thực vang lên trong tay huyết tổ cũng khiến cho nguyên thần của ông ta vốn đã bị thương lại càng thêm đau đớn hoàn tuyền bị huyết tổ xé rách rốt cuộc sụp đổ chỗ hổng kia không ngừng ngày một lớn hơn cuối cùng huyết tổ mang theo một thanh âm thù hận không thể tả được phóng vọt ra dương lâm lão phu và ngươi quyết không đổi trời chung sau khi lao ra thần thái của huyết tổ rất lăng lệ nhưng tâm thần của ông ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi thanh âm thi thảm của diêu tích tuyết không ngừng vang lên trong tay của ông ta coi như vĩnh viễn không tiêu tan nháy mắt khi lao ra vương lâm cũng đã tới trước người của ông ta tung hùng phiên trong tay hóa thành một mảnh mây đen tràn ra, lập tức bao phủ toàn thân huyết tổ. Nhưng quả cung cực tiên dung nhập vào cái mạng sương đen, âm thanh chan chát không ngừng vang lên. Thu! Vườn làm quá khẽ, mạng xương đen điên cuồng coi rút lại, nhưng huyết tổ ở bên trong vẫn không ngừng phản kích. Tới lúc này, huyết tổ cao ngạo không ngừng phản kháng, mạng xương đen thì khi coi rút lại, khi thì giãn ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến nó có dấu hiệu tiêu tăng hàng quan trong mắt vương lâm lóe lên há miệng phun ra một ngụm nguyên lực khi ngụm nguyên lực này tiến vào màn sương đen như có thêm lực lượng cường đại điên cuồng coi rút lại nhưng mà phản kháng của huyết tổ bên trong lúc này cũng đã gia tăng tới cực điểm từng trận bang bang vang lên màn sương đen không ngờ bắt đầu sụp đổ tiếng gầm rít của huyết tổ từ bên trong truyền ra cũng như xét đánh vang lên bên tai vương lâm muốn phòng ứng ta sao tiểu tử Vương lâm ngươi còn chưa đủ tư cách đâu Tiếng gào rít của huyết tổ truyền ra, mạng sương đen lại yếu đi. Sương mù vốn nồng đậm nhưng lúc này đã nhanh chóng loãng đi, nháy mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Một khi cái mạng sương đen này biến mất thì tung hùng phiên sẽ bị hủy. Ba chủ hùng, hiện! Vườn lầm hét lớn, lập tức từ bên trong mạng sương đen, ba đại chủ hùng, gồm cả hồn thú kỳ lân và đệ tứ hồn phiên, lập tức ngưng tụ, điên cuồng công kích nguyên thần của huyết tổ. Xuyên qua màn sương mù có thể thấy kỳ lân hùng hóa thành khối đen tràn ngập nguyên thần của huyết tổ. Hóa thành một cái miệng kỳ lân rất lớn ở trên đỉnh đầu của ông ta, không ngừng cắn xé. Đệ tứ hùng phiên lại mang theo âm thanh gạo rít, không ngừng xuyên qua xuyên lại nguyên thần của ông ta. Mỗi lần đâm qua đều mang ra đại lượng nguyên thần khí. Còn chủ hùng cuối cùng thì hóa thành hình người, rồi hóa thành vô số hắc khí vần quanh huyết tổ, khiến cho hành động của ông ta bị chậm lại. Trên mặt huyết tổ hiện lên vẻ dữ tợn, hùng quang toàn thân trực lóe lên một đoạn chú ngữ phức tạp từ trong miệng ông ta truyền ra dưới chú ngữ này hùng quang càng đậm thậm chí khiến cho màn sương đen tràn ngập bốn phía dần lộ ra màu tím huyết thần băng một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng huyết tổ vang lên hùng quang bên ngoài thân thể ông ta lập tức trở nên yêu dị từ trong nguyên thần của ông ta phút chốc đã truyền ra một cổ lực lượng cường đại không thể tưởng tượng được điên cuồng tản ra lập tức kỳ lưng hùng trên đỉnh đầu ông ta hừ thảm một tiếng dưới sự công kích này thân mình nó nhanh chóng tiêu tan kỳ lưng hùng hoảng sợ lập tức lùi lại nhả miệng ra chủ hùng vườn quanh huyết tổ cũng tiêu tan từng chút một nhanh chóng lui ra phía sau thậm chí đệ tứ hùng phiên đang xuyên thấu nguyên thần của ông ta cũng phải lùi lại huyết tổ đưa tay ra miết một cái lập tức trên hùng thứ tư này xuất hiện một vết nứt vội hóa thành hắc khí Dùng nhập vào bên trong sương mù Tiểu tử dương lâm Hai mắt huyết tổ đỏ bừng Hai tay xé một cái trước người Lập tức xé ra một cái lỗ hổng trong màn sương đen Chuẩn bị nhấc chân bước ra Vương lâm thủy chung vẫn bình tĩnh Nháy mắt khi huyết tổ chuẩn bị bước ra Thì hắn há miệng phun ra một đạo hoàng quang Bên trong đó có một cái hạt cát Hạt cát này vừa xuất hiện Lập tức tản mát ra một cổ uy nghiêm khổng lồ Phút chốc đã nhanh chóng bành trướng Đảo mắt một cái Nó đã biến lớn thành trăm trượng trông như là một ngọn núi đá vậy bản thể của nó chính là một mảnh vỡ của tiên giới lấy thiên kiếp để luyện hóa bên trong thiên địa hỏa lưu trở thành pháp bảo này nó vừa xuất hiện lập tức mang theo một cổ tiên lực khổng lồ hướng về huyết tổ áp chế thân mình của lão lập tức âm thanh bùm bùm vang lên huyết quang trên người lão có chút bất ổn bước chân đang bước ra không ngờ mạnh mẽ bị đẩy lùi lại mảnh vỡ trầm trượng hóa thành đại ứng giáng xuống với tốc độ cực nhanh trong tiếng hét lớn cả người huyết tổ vọt lên nhưng nháy mắt những tiếng nổ ầm ầm đã vang lên lão lại mạnh mẽ đã bị ép trở lại đại ứng bay lên thân sắc của huyết tổ hơi suy yếu đầy vẻ dữ tợn huyết quang toàn thân lóe ra đúng lúc này nhân quả cung cực tiên xuất hiện bỗng nhiên coi rút lại một tiếng cạch vang lên nguyên thần huyết tổ lại suy yếu thêm đang muốn phản kháng thì đại ứng kia lại đánh xuống tạo ra tiếng nổ ầm ầm toàn bộ nguyên thần ông ta gần như sụp đổ. Huyết Tổ cười thảm một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng mà ngay lúc đó thanh âm của Vương Lâm truyền đến. Huyết Tổ, Dương Mẫu hiện tại sẽ không giết ngươi, ban cho ngươi một cơ hội gặp lại Diêu Tích Tuyết. Nếu mà ngươi tự bạo, thì cuộc đời này không còn khả năng có thể nhìn thấy được Diêu Tích Tuyết nữa đâu. Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng. Huyết Tổ trầm mặt, vẻ điên cuồng trong mắt dựng tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lập tức hai tay bấm quyết quát lớn thu Mạng sương đen xung quanh nháy mắt dừng lên tràn ngập ngoài thân huyết tổ nhưng quả cung cực tiên nhoáng lên giống như du xà vần quanh thân thể huyết tổ ba đại chủ hồn vốn bị tổn hao lúc này cũng lao lên điên cuồng cắn nuốt mảnh vỡ đại ứng lơ lửng giữa không trung mặc dù không đè xuống nhưng uy áp vẫn bao phủ có thêm áp lực này tốc độ co rút của mạng sương đen càng nhanh hơn gần như chỉ trong phút chốc đã co lại thành một hình cầu hóa thành một cây đại phiên chừng ba trượng bị vương lâm nắm trong tay phiên bố rộng mười trượng mở ra bên trên đã hoàn toàn thay đổi tung hùng phiên vốn là một mảnh màu đen không có chút hình ảnh nhưng mà lúc này trên phiên bố đã hiện lên một hình ảnh bóng dáng của huyết tổ trông rất sống động bên ngoài thân cùng cực tiên hóa thành khóa ba đại chủ hùng vần quanh biểu tình của huyết tổ lộ ra đầy vẻ bi phẫn và không cam lùng. cứ như vậy hình ảnh này định hình trên phiên bố Nhìn tung hùng phiên này, Vương Lâm rơi vào trầm mặt. Hắn lúc này không có chút đắc ý nào vì đã đánh thắng huyết tổ, ngược lại trong lòng còn có chút bồn trùng. Đánh nhậu với huyết tổ có thể nói Vương Lâm đã hào hết tâm tư, cũng không đơn giản như vẻ ngoài luôn bình tĩnh lúc đó. Trong nhiều lần nguy hiểm tới sinh tử, nếu hơi chút sơ ý sẽ lập tức bỏ mình. Độ hung hiểm của trận chiến này không kém gì khi hắn chạy trốn trong vọng nguyệt, thậm chí so với hành trình chạy trốn vọng nguyệt thì còn nguy hiểm hơn dù sao trí tuệ của vụng nguyệt cũng có hạn ta và ngươi vốn không có thâm cừu đại hận gì nếu mà lúc trước ngươi mang theo dư tích tuyết đi thì làm sao mà có kết cục như vậy chứ vương lâm than nhẹ không đến vạn bất đắc dĩ vương lâm có điên mới đi trêu chọc huyết tổ hết thể những điều này vương lâm cũng rất là bất đắc dĩ mà thôi nếu muốn sống nhất định phải phản kháng nếu muốn tiếp tục tồn tại nhất định phải giết huyết tổ kẻ đã muốn tiêu diệt hắn dù thích tuyết chính là điểm yếu của huyết tổ Vương Lâm nhất định phải thắng trận này Trước nguy cơ sinh tử Không có hai chữ đi tiện Huyết tổ Dương bổ kính ngươi là người coi trọng tình cảm cha con Ta cũng có con nữa Tâm tính phẫn nộ khi có người gây bất lợi cho nó Ta cũng biết nữa Chỉ có điều Ngươi có cho ta một cơ hội để nói lời giải thích hay không chứ Nữ nhân của ngươi dù thích tuyết Ở nơi của ta Nhưng Dương Lâm ta tự vấn không hề động tới mấy mây nặng Năm đó nếu không phải Diêu Thích Tuyết con của ngươi tính kế hại ta trước, thì ta sao có thể đã biết thần thông của huyết tổ ngươi mà vẫn đi trêu chọc chứ?" Vương Lâm nhìn Tung Hồn Phiên trầm giọng nói, "Hắn biết huyết tổ có thể nghe thấy được. Hay ngươi nghĩ rằng là khi nữ nhi Diêu tích Tuyết của ngươi tính kế hại Dương Lâm ta mà ta cũng không thể phản kháng sao? Ngươi dù thương con nhưng lại không hiểu thị phi, không thèm nghĩ đến căn nguyên gì cả. Tuy ngươi yêu thương con gái nhưng cũng quá cưng chịu nó rồi." Dương Mẫu vốn đã cho ngươi cơ hội rồi Nhưng mà bậc tiền bối như ngươi lại ôm sát niệm trong đầu Hành động của ngươi Dưới con mắt của dương mổ Cũng không khác gì diêu tích tuyết cả Con <laughs> hư tại mẹ mà Lời này ngàn năm trước dương mổ đã hiểu được rồi Mà huyết tổ ngươi tới hôm nay vẫn chưa hiểu sao chứ Vương Lâm ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phương xa Thu tung hùng phiên lại Cũng không thèm suy nghĩ xem huyết tổ có hiểu được gì hay không Chỉ cần ông ta không thẹn với lương tâm là được tay phải vương lâm nâng lên mảnh vỡ thiên giới hóa thành đại ứng lóe lên hoàng quang thể tích của nó dần thu nhỏ lại biến thành một hạt cát bị vương lâm nuốt vào hắn phủi phủi quần áo như muốn đem bụi bẩn mấy ngày qua đuổi đi thân mình hắn nhoáng lên hóa thành một đạo trường hùng bay thẳng về phía xa tại lôi chi tiên giới này tất nhiên phải tận dụng mọi khả năng để khiến cho mình càng trở nên cường đại thần thông của ta vẫn còn quá kém mà trước đây tu gì không đủ không có cách gì để đạt đến tiên thuật cả. Nhưng hiện tại với tu vi này cũng có thể tham dự việc cướp đoạt động phủ của tiên nhân rồi. Mục tiêu hiện tại của ta chính là tiên thuật. Uyển Nhi không cần dội đâu. Đùng lâm tinh, ta nhất định phải tới. Phạm là có một chút khả năng cho người thức tỉnh, ta sẽ tìm mọi cách để tranh thủ. Tay phải Vương Lâm đặt lên mi tâm. Tu vi đề cao khiến cho khả năng thức tỉnh Lý Mộ Uyển lại càng nắm chắc hơn. Hắn tới là thiên tinh vực này, ngoại trừ để tránh né cái lão quái kia, trọng yếu hơn chính là làm cho Lý Mộ Uyển sống lại. Mang theo suy nghĩ không ngừng về Lý Mộ Uyển, Vương Lâm từng bước một đi về phía trước trong hư vô, mục tiêu của hắn chính là một mảnh vỡ đại lục ở phía trước. Từ lúc này trở đi, tại Lôi Chi Tiên Giới này có thêm một chí cường giả, thêm một người tham gia đoạt bảo, người đó chính là Vương Lâm. Mảnh vỡ đại lục trước mặt Vương Lâm, Lý Nguyên bỏ chạy cũng đã gần kết thúc rồi thân mình ông ta đã gần như dầu hết điện tắt. Nếu không phải là do mấy người phía sau có thái độ trêu đùa thì sợ là gã đã sớm bỏ mình. Càng làm cho gã cảm thấy nhục nhã. Đó là nam tử kia trong khi đùa giỡn lại lấy gã làm bia ngắm, không ngừng thử nghiệm các loại pháp thuật thần thông. Lão già bên người nam tử kia hoàn toàn lộ ra vẻ vô tình lạnh như băng. Thỉnh thoảng lại mở miệng ra chỉ điểm cho thanh niên kia. Mỗi lần chỉ vậy lại đều khiến cho Lý Nguyên càng thêm thi thảm tám thanh phi kiếm giờ chỉ còn lại có ba thanh khi gã thi triển pháp thuật thì bị lão già kia tùy ý bắt lấy trực tiếp hủy đi thần thức rồi ném cho thanh niên kia sau đó lại bị thanh niên kia đưa cho nữ tử bên người một cổ cảm giác bi phẫn nổi lên trong lòng lý nguyên tiếng cười như tiếng chuông lanh lảnh của nữ tử kia làm cho gã cực kỳ tức giận cảm giác rất chói tai dọc theo đường đi thương thế trên người của gã càng nhiều cánh tay phải của gã vì chỉ luôn bỏ chạy trong thời gian dài không có thời gian chữa trị nên đã xuất hiện tình trạng hư thối còn có một con tiểu trùng chui vào con tiểu trùng này không phải là dồi bọ mà là một loại độc trùng do thanh niên kia phóng xuất ra thậm chí lý nguyên còn có một loại cảm giác trong cơ thể và cả trong nguyên thần đều có một con tiểu trùng màu trắng nhuyễn động dường như chính bản thân mình lúc này đã trở thành ký thể để tẩm bổ cho con tiểu trùng kia vậy tốc độ của lý nguyên ngày càng chậm cảm giác toàn thân mệt mỏi tử khí đã càng thêm nồng đậm. Sắc mặt của gã lúc này đã không phải là tái nhợt nữa, mà đã rơi vào loại hùng nhuận của người bệnh tật. Thiếu chủ, hiện tại người này đã như đèn căng dầu rồi. Phía sau Lý Nguyên, ánh mắt của lão già thu hồi khỏi người của gã, bình thản nói. Thanh niên kia cười lên. <cười> Nhanh như vậy đã muốn chết rồi hay sao chứ? Tuy nhiên người này quả cũng không tội nha. Kiên trì được tới 13 ngày, á. Những tu sĩ trước hắn nhiều nhất cũng chỉ được có 8 ngày mà thôi Sửu thúc nè Lần sau bắt cho ta một tu sĩ cảnh giới âm dương hư thật đi Như vậy thì có thể chơi đùa thêm vài ngày Bác diện phệ hùng trùng của ta cũng sẽ nhanh chóng thành thục hơn Thần sắc của lão già kia vẫn như thường Chậm rãi, nói Đô Một chữ rất đơn giản Nhưng lại lộ ra một cổ vô cùng tự tin Nữ tử bên cạnh như con chim nhỏ Nép người vào thanh niên Cười, nói Biểu ca trên người này còn có mấy thanh kiếm nữa Thanh niên cười ha hả Ôm lấy nữ tử mảnh mai này rồi nói <laughs> Quên làm sao được chứ Chính thanh kiếm này đều là của nạn Đừng nói là có chính thanh kiếm này nha Dù là bất cứ thứ gì trên cả lôi chi tiên giới này Chỉ cần ta muốn Không có gì mà ta không thể đoạt được cả Lát nữa từ trong nguyên thần của người này Tìm ra được chỗ mấy thanh kiếm này Thì chúng ta sẽ đi tới đó xem một chút Nữ tử kia che miệng cười Ánh mắt lộ ra vẻ quyến rũ Thanh âm như tiếng chuông trong trẻo êm tai, mở miệng nói: Biểu ca thân là người của diêu gia, tự nhiên có thể làm được rồi. Thường sắc thanh niên kia lộ ra vẻ ngạo mạn. Họ diêu này ở trong La Thiên Tinh vực, dù là lôi tiên điện cũng phải cho họ vài phần thể diện. Gã thân là người của diêu gia, tại trong lôi chi tiên giới này quả đúng như lời nói trước đó, chỉ cần là muốn vật gì thì không thể không đoạt được. Lúc này đây ở trong hư không. Vương Lâm thấy được mảnh vỡ đại lục ở phía trước, thân mình nhoán lên liền đi tới phía trên đại lục này. Không biết là Lý Huynh hiện tại đang ở nơi nào? Theo bản năng, thần thức Vương Lâm tràn ra, nhưng mà nháy mắt sắc mặt lập tức âm trầm, sát khí nồng đậm, từ sau khi phong ứng huyết tổ lại lần nữa bùng nổ. Còn lúc này ở phía Lý Nguyên, tình quan trong hai mắt của gã đã không nhiều lắm, đa phần đã tiêu tan hết rồi. Phải chết thật sao? Phải chịu thôi, chết thì chết Cũng là một cách để giải thoát mà Chỉ có điều hứa huynh à Lý mẫu còn chưa truyền thụ cho ngươi nhĩ tâm Lý Nguyên phun máu cười thê thảm Nhưng cho dù có chết Ta là một người của Lý Gia Cũng phải chết một cách trung nghiêm Ánh mắt của Lý Nguyên lúc này bừng lên Lộ ra một tiêu quyết tâm Gã không bỏ chạy nữa mà dừng lại Quay đầu nhìn về phía ba người đang đuổi theo phía sau Là chú thích nha, khoảng một đoạn khoảng chừng 5 phút này là nó không phải nó không có bản dịch bản dịch lát tìm hết mấy chỗ rồi không có hiện tại lát đang qua cái trang Trung Quốc rồi Google dịch ra rồi tự, tự dùng từ người dùng tự ngữ của lát mà hơi chế chế lại tí xíu cho mọi người hiểu do đó mà lát chỉ tóm gọn sơ lược thôi chứ không có nói chi tiết rồi không có nói mấy cái câu đối thoại gì quá nhiều nha rồi ok tiếp tục thì sau khi Lý Nguyên quay đầu lại mới chửi cái đám ba người đang đuổi theo phía sau là gã không có thù hận gì với đám người này mà tại sao bọn người này đối xử với gã như vậy? Sau đó thì gã vỗ cái túi trữ vật, uh, xuất ra ba cái thanh tiên kiếm cuối cùng còn lại, đánh về phía ba người này. Đồng thời lý nguyên này cũng xuất ra những cái cấm chế kèm theo nữa. Mặc dù biết là cấm chế của lý nguyên rất lợi hại, nhưng mà bên phe kia là có một cái lão già, có một cái um, cái gương phá cấm. thì uh, khi cái gương này xuất hiện thì phá luôn cái cấm chế của lý nguyên rồi. Sau khi cấm chế của Lý Nguyên này bị phá Thì gã mới phun ra một ngụm máu Lão già thấy Lý Nguyên đã hết giá trị rồi Vì vậy mà mới kêu cái thanh niên bên cạnh Đến để cho cái đám côn trùng của gã Đi thôn phải hấp thu cái tên Lý Nguyên này đi Đúng cái lúc mà thanh niên này chuẩn bị ra tay á Thì không ngờ phía trên trời phủ xuống sát khí tràn ngập Thì tên thanh niên này không để ý đến Lý Mộ Uyển nữa Mà lập tức thu tay rồi lùi lại phía sau Nhưng chỉ nghe thấy từ trên bầu trời vang vọng xuống một cái bành Thì cái tên thanh niên này lập tức phun ra một búng máu xương cốt toàn thân thể toàn bộ đều gãy cả hết thân thể thì văng ra ngoài không chỉ như vậy cái luồng nguyên lực này á, xâm nhập thẳng vào trong cơ thể của tên thanh niên này sau đó phá hủy toàn bộ sức mạnh rồi đạo của hắn ở trong cơ thể luôn sức ép này mạnh đến nỗi phải ép cho máu toàn thân của gã từ lỗ chân lông mà chảy ra ngoài rồi sau đó nổ tan xác mà chết luôn thì lúc này giọng nói lạnh lùng của vương lâm vang lên ai cho các ngươi đã thương bằng hữu của ta mọi thứ vừa rồi chỉ diễn ra trong nháy mắt Đến ngay cả ông già mà cảnh giới âm hư cũng không kịp làm gì hết Thì lúc này ông già này mồ hôi lạnh cũng bắt đầu toát ra rồi Lý Nguyên thấy cảnh tượng này thì đầu óc bỗng trống rỗng Chỉ biết nói Hứa huynh Lý Nguyên lúc này nằm trên mặt đất Mà hưng phấn nhìn Vương Lâm Khóe mắt của gã vùng vẫy nói Giúp ta giết bọn hắn Lá chú thích nha Từ đoạn này về sau là có bản dịch lại rồi Rồi tiếp tục trong thanh âm của Lý Nguyên lộ ra hận ý thấu xương, thù hận này nếu có thể hóa thành thực chất, sợ là sẽ lập tức bùng nổ. Vương Lâm gật đầu, ánh mắt lướt qua lão già cảnh giới âm hư kia, rồi nhìn về phía nữ tử đang đứng ngay ngốc ở phía xa. Trong tay của nàng rõ ràng là đang cầm kiếm tiên của Lý Nguyên. Căn bản là không nói lời nào vô nghĩa. Thân mình Vương Lâm thông thả bước về phía trước một bước. Một bước này lập tức vượt qua khoảng cách mười trượng xuất hiện trước người nữ tử. Nữ tử này lúc này mới từ trong khiếp sợ cực điểm hồi tỉnh lại. Nàng chính mắt nhìn thấy thân thể thanh niên hội diêu kia dưới một chỉ của người trước mặt này lập tức tan nát đương trường. Thanh âm bùm bùm khi thân thể thanh niên hội diêu kia nổ tung bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong tay của nàng. Một chỉ chỉ ra thân thể tan nát còn có nguyên thần của thanh niên hội diêu kia lập tức bị người trước mặt này bắt lấy hủy diệt thần thức biến thành một đoàn nguyên lực. Cảnh tượng này đã hủy diệt tâm thần của nàng ngay lập tức, khiến cho nàng rung lên như cây sấy. Lúc này thấy Vương Lâm đột nhiên hướng từ từ đến hướng của mình, thì nỗi sợ hãi trong lòng nàng phút chốc bị khuấy lên. Sợ hãi đến cùng cực, khiến cho nàng gần như phát điên, phải hét lên một tiếng chói tai. Trong mắt của nàng, Vương Lâm đã không còn là một con người nữa, mà đã biến thành một bóng ma, một phệ hồn ma đáng sợ. Gần như theo bản năng, nữ tử nhanh chóng lùi lại phía sau, thậm chí một chút ý nghĩ phản kháng cũng không dám nảy lên trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất đó chính là chạy trúng 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 từ trước tới nay nàng chưa bao giờ hoảng sợ như vậy loại cảm giác đáng sợ này chẳng những hủy diệt đi ý thức của nàng khiến cho đạo tâm của nàng xuất hiện một vết rách thật sâu dù nàng có may mắn tránh thoát được một kiếp nạn này thì ngày sau tu vi cũng sẽ giảm mạnh muốn đề cao cũng không có chút khả năng nào thần sắc vương lâm lạnh như băng trong mắt là một mảnh âm hằng. Một bước, hắn đã đi tới trước người nữ tử đang bay nhanh lùi lại kia. Tốc độ của nữ tử này trong mắt Vương Lâm thì quá chậm. Lúc này đây, cách đó không xa, ánh mắt của lão già cảnh dưới âm hư kia chợt lóe lên, không đi cứu người mà nhanh chóng lùi về phía sau. Còn Vương Lâm lúc này thì một chỉ điểm ra đặt lên mi tâm của nàng, đồng tử trong hai mắt nữ tử kia coi rút lại. Sự sợ hãi trong lòng nàng đã tới cực đỉnh, nháy mắt khi điểm tới mi tâm nàng nguyên lực bộc phát ra như bạo lông trực tiếp tiến vào trong cơ thể của nàng thân thể nàng không bị tung lên thân mình đang rung lên bỗng nhiên đứng yên tại chỗ từ trong cơ thể của nàng từng trận âm thanh bùm bùm không ngừng vang lên thanh âm này nàng cực kỳ quen tai cùng với âm thanh từ trong cơ thể của thanh niên hội diêu trước đó giống nhau như đúc từ chỗ mi tâm nguyên thần nàng hóa thành một quan cầu bay ra bị vương lâm hư không chụp lấy trực tiếp ném về phía Lý Nguyên đang nằm trên mặt đất. Dùng nhập vào trong thân thể của gã, hóa thành nguyên lực làm dịu đi nguyên thần, đồng thời đem phần lớn thương thế trong cơ thể hơi chút chữa trị. Thân thể nữ tử trong phút chốc đã tiêu tan sạch sẽ. Mãi cho tới khi sắp chết, nàng vẫn không hiểu rõ vì sao mà cái người kia khi bị ba người bọn họ lăng nhục lại không sớm nói ra rằng gã còn có một bằng hữu tu vi bực này, cũng đồng dạng đang ở trong lôi chi tiên giới như vậy chứ đồng thời với thân thể tiêu tán, những thanh phi kiếm và thú trữ vật đều văng ra, rơi xuống mặt đất. Vương Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng lão già đang bỏ chạy ở phía xa xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thân mình hắn bước về phía trước một bước, cả người phút chốc đã dung hợp với thiên địa, biến mất tại chỗ. Tâm thần của lão già âm hư khi chấn động, đối với việc Vương Lâm đột nhiên xuất hiện, ông ta tự biết không thể nắm chắc chiến thắng được nên mới vội vã bỏ chạy, nhưng vào lúc này, phía trước ông ta bỗng nhiên xuất hiện sóng gợn, một cổ nguyên lực khổng lồ từ bên trong tràn ra, khiến cho thân mình của lão già phải dừng lại một chút. Bóng dáng của Vương Lâm từ bên trong gợn sóng bước ra. Kỳ tiếp, tới phiền ngươi. Hàng quan trong mắt Vương Lâm lóe lên, một đạo lôi định màu tím xuất hiện trong khi hắn nâng tay lên. Lưới lôi định vừa xuất hiện, lập tức trong phạm vi trăm trượng đều tràn ngập mây tím, Bên trong những đám mây tím này, điện quang lưu chuyển, nhanh chóng ngưng tụ hình thành một cánh tay lôi đình, đánh thẳng về phía lão già. Sắc mặt của lão già đại biến, thân mình bạo lui. Cùng lúc đó hai tay bấm quyết, trong tay xuất hiện hỏa diễm. Hỏa diễm này cực nóng, lập tức tràn ngập toàn thân, hình thành một cái tấm trắng bằng hỏa diễm. Lôi đình giáng xuống vào mặt ngoài của tấm trắng hỏa diễm, chỉ nghe những âm thanh bang bang vang lên. Tấm trắng hỏa diễm lập tức sụp đổ, lôi định điên cuồng tiến vào trong cơ thể của lão già. Lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân mình nhanh chóng lùi lại phía sau. Lúc này đây, lão già gần như hồn bay phách lạc, da đầu rung lên, sự hoảng sợ và hoảng hốt không ngừng đang xen với nhau, đã đạt tới cực hạn. Tiện bối, cho ta nói một câu. Trong khi lưu nhanh về phía sau, lão cấp tốc nói. Thần sắc của Vương Lâm lạnh như băng, nhất chừng bước về phía trước, không nhanh không chậm đuổi theo, trong miệng lạnh giọng nói Ngươi đã đuổi giết bằng hữu của ta mấy ngày rồi Nói mau 13 ngày nhưng mà tiền bối đã Việc này hoàn toàn đều là do thiếu chủ Dư gia gây nên Lão Phu đã từng khuyên bảo Nhưng mà thân phận bất động cũng không thể ngăn cản được Trong khi lui về phía sau Lão già vội vàng nói Giờ phút này đối với người trước mặt này Lão cực kỳ kinh sợ Đối với tu sĩ có tu vi dương thực Lão căn bản không có khả năng kháng cự dù cho khoảng cách từ âm hư đến dương thực cũng chỉ là một ranh giới rất nhỏ. 13 ngày sau, sát khí trong mắt Vương Lâm nồng đậm lại bước ra một bước, lập tức đuổi kịp ông già. Hai ngón tay phải của Vương Lâm kết thành kiếm chỉ như tia chớp điểm về phía tay trái của lão già. Lão già kia biến sắc, đang muốn né tránh, thì ngay lúc này từ trong miệng Vương Lâm thốt ra một chữ. Đinh! Một chữ này liền giống như bị khàn giọng ngay khi rơi vào trong tay của lão già lại khiến cho lão cảm giác được một cổ thiên địa nguyên lực đậm đặc trong thời gian ngắn đã tràn ngập xung quanh khiến cho thân mình của lão nháy mắt đã không thể di động được điểm nào thậm chí ngay cả nguyên thần dưới thiên địa nguyên lực nồng đậm này cũng như biến thành nước trong ao trở nên trì hoãn đây là ngày đầu tiên sông chỉ của vương lâm biến thành kiếm nhanh như thiểm điện điểm vào cánh tay trái của lão già nguyên lực phát ra chỉ nghe phịch một tiếng toàn bộ cánh tay trái của lão phúc chốc đã hoàn toàn tan nát hóa thành một mảnh huyết nhục bay về phía sau thành hình cánh quạt nguyên lực khổng lồ bên trong lại lần nữa bùng nổ khiến cho huyết nhục này vang lên tiếng bùm bùm tiêu tan sạch sẽ trên mặt của lão già lộ ra vẻ thống khổ muốn dãy dụa nhưng thân thể quả thực không thể di động được nửa điểm ngày thứ hai sông chỉ của vương lâm lại điểm ra lúc này cách không đánh vào chân trái của lão già nguyên lực tiến vào phịch một tiếng hơn phần nửa chân trái của lão già đã nổ tung gương xanh trên mặt của lão già nổi lên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn chẳng qua trong vẻ dữ tợn này lại chứa đầy vẻ sợ hãi trong mắt của lão sự đáng sợ của vương lâm đã tràn ngập tâm thần của lão rồi còn đi ngày thứ ba vương lâm nhấc chân lên đá vào đùi phải của lão lại một tiếng phịch vang lên gần như chỉ trong khoảnh khắc tứ chi của lão đã bị tan nát mất ba cái rồi Lão già hừ thảm một tiếng, sự đau đớn kịch liệt như thủy triều dâng lên, bao phủ toàn thân của lão. Sự thống khổ này quá lớn, kích thích nguyên thần trong cơ thể của lão buông lỏng ra, vận chuyển toàn thân. Thân thể của lão chỉ qua nửa khắc đã có dấu hiệu khôi phục. Thu chân lại, tay phải của Vương Lâm lại điểm về cánh tay phải của lão già. Nguyên lực khổng lồ tiến vào khắp cánh tay. Chỉ một chỉ này cũng ầm ầm tan nát. Đây là ngày thứ tư. Vẫn chưa chấm dứt, sau khi định thương thuộc tiêu tan một khắc ngay khi lão già vừa mới khôi phục hành động khi thân thể của lão tràn đầy nguyên lực thì ông ta lui về phía sau đúng lúc đó thanh âm lạnh như băng của vương lâm lại vang lên đinh lão già hét lên một tiếng bi thiết thanh âm của đối phương rơi vào trong tay giống như âm thanh đồi mạng vậy khiến cho đáy lòng của lão như rơi vào vượt sâu của sự tuyệt vọng nếu sớm biết như vậy lúc trước lão tuyệt đối sẽ không động đến một sợi lông trên người lý nguyên rồi Giờ phút này trong tâm thần của lão là một mảnh kinh hoàng, mơ hồ nhớ lại câu nói kia ngay khi người này xuất hiện. Lại cho các người tư cách đã thương bằng hữu của ta. Những lời này như sấm đánh ầm ầm vang lên trong tay của lão. Ở lần thứ hai, thân mình của lão bị định trụ, chân vương lâm bước tới, tay phải điểm nhanh về ngực lão. Mỗi một lần điểm ra, thân mình của lão già đều trở nên chấn động kịch liệt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngày thứ năm, Ngày thứ sáu Ngày thứ bảy Mãi cho đến cuối cùng Khi trước ngực lão già đã trở thành một mảnh huyết dục mơ hồ Xương cốt toàn thân đứt ra từng khúc Máu tươi phun ra như mưa Toàn bộ thân mình đã hoàn toàn mất đi sức sống Đây là một ngày cuối cùng Tay phải vương lâm biến thành trưởng Mang theo một cổ vô tình lạnh như băng Vỗ lên người của lão già Thân thể của lão già hoàn toàn sụp đổ Hóa thành một đống thịt bầy nhầy tiêu tán trong mạng xương máu nguyên thần của lão bay ra giữa không trung rung rẩy hét to lên điều gia của ta sẽ không bỏ qua chỗ ngươi ánh mắt vương lâm lạnh như băng nội tâm khẽ động vỗ túi trữ vật lập tức tung hồn phiên xuất hiện trên tay hơi rung lên đại phiên rộng mười trưởng tung bay lộ ra hình ảnh của huyết tổ bên trên đó người có biết hắn không vương lâm bình thản nói nguyên thần của lão già kia ngẩn ra cẩn thận nhìn kỹ sau đó hai mắt trợn lên lộ ra vẻ hoảng sợ lão tuy không nhận ra người này là ai nhưng mà tướng mạo cùng với diêu gia lão tổ thì có tới bảy phần tương tự không đợi cho lão già trả lời từ biểu tình của lão già này vương lâm cũng đã biết được đáp án rồi thân mình hắn bước ra nguyên lực trong cơ thể bỗng phát ra tràn ngập bốn phía rồi coi rút lại phong tỏa nguyên thần của lão già kia lại hắn chụp một cái vào hư không nguyên thần lão già căn bản là không thể tránh né được lập tức đương trường bị nắm lấy kéo tới bên người vương lâm ánh mắt của vương lâm lộ ra hàng quang cầm lấy nguyên thần lão vận chuyển thần thông siêu hồn thuật nguyên lực khổng lồ khiến cho lão căn bản không thể giãy dụa được trong mắt vương lâm lóe ra quang mang kỳ dị rồi hủy đi thần thức của lão hắn nhào nặng nguyên thần của lão thành một nguyên lực cầu lúc này thân mình của vương lâm từ giữa không trung hạ xuống đi tới bên người của lý nguyên đem cái nguyên lực cầu vừa rồi đặt vào mi tâm của lý nguyên lý nguyên Hứa mũ đem đến cho ngươi một hồi tạo hóa Có thể đạt tới âm hư hay không Hoàn toàn nhìn vào cơ duyên của ngươi thôi Ánh mắt vương lâm chợt lóe lên Tay phải hư không đặt trước ngực của Lý Nguyên Thu Hắn quát khẽ một tiếng Một đám tiểu trùng nhanh chóng lần lượt Từ trong cơ thể của Lý Nguyên bay ra Một đám tiểu trùng vô cùng dữ tợn Nguyễn động lẫn nhau tản mát ra một cổ xú khí Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, quét tay một cái, lập tức đám tiểu trùng này lần lượt tan nát. Tù vị của Lý Nguyên cũng đã đạt tới vấn đỉnh đại viên mãn, nhưng chưa bước vào âm hư là do nguyên lực trong nguyên thần vẫn chưa đủ. Lần này Vương Lâm đem ba cái nguyên thần để tẩm bổ cho gã, nhất là nguyên thần của lão già cảnh giới âm hư kia, lại ẩn chứa nguyên lực khổng lồ. Do đó tỷ lệ để cho Lý Nguyên đột phá vấn đỉnh đại viên mãn đã tăng lên rất nhiều. Sau khi bố trí một số cấm chế xung quanh thân thể của Lý Nguyên, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lụ ra vẻ trầm tư huyết tổ quả nhiên là người của diêu gia bên trong suy nghĩ của lão già kia không ngờ diêu gia lại cường đại đến như vậy nhất là cái tên huyết thần tử diêu gia lão tổ trong mắt vương lâm lụ ra hạng quan từ khi Dương lâm ta tu đạo thứ này gặp qua không ít địch nhân cường đại rồi thêm một tên huyết thần tử cũng không nhiều vương lâm tự nói dù là trước đó biết được hết thể những điều này đi chăng nữa Thì chẳng lẽ bởi vì huyết thần tử đó cường đại Mà ta không cứu Lý Nguyên hay sao chứ Hơn nữa hắn đã đắc tội với huyết tổ rồi Trong lòng liền quyết đoán Chỉ cần nắm giữ được thần thông dung hợp với thiên địa kia Thì dù là thác xâm đến đây Ta cũng có thể toàn thân trở ra Tuy nhiên trong thần thức của lão già kia Còn có một chút ký ức rất thú vị Đối với ta cũng hữu dụng đây Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán Khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh nguyên lực không ngừng luyện hóa. Thời điểm này mà hấp thu toàn bộ nguyên lực trong cơ thể thì có thể tiếp cận với chân chính bước thứ hai khuy nước sơ kỳ rồi. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, tay phải triệu hồi, ba cái túi trữ vật và mấy thanh phi kiếm bay tới trong tay hắn. Ba túi trữ vật này chính là của ba người kia. Ánh mắt của Vương Lâm trước tiên dừng lại trên mấy thanh phi kiếm. Đây là những thanh phi kiếm mà hắn cùng với Lý Nguyên đã phát hiện ra trong không gian trữ vật của tiên nhân thần thức của hắn đảo qua những phi kiếm này tâm thần khẽ động lập tức chín thanh kiếm này bay lên phân tán cắm trên mặt đất trong đó có tám thanh cắm xuống thành một vòng tròn một thanh còn lại thì cắm ở một chỗ khác vương lâm vỗ túi trữ vật của bản thân lập tức chín thú cốt này bay ra thú cốt lớn nhất dừng ở trung tâm của tám thanh phi kiếm còn bốn thú cốt còn lại thì vườn quanh bốn phía thanh phi kiếm cắm một mình tách riêng ra kia Cảnh tượng này chính là bộ dáng của chúng nó khi bị Vương Lâm phát hiện ra lúc trước. Vương Lâm nhìn kỹ lúc lâu, chính thú cốt này trước đây thần thức của Vương Lâm từng tra xét xem qua rồi, dường như bên trong có một cổ lạc ứng khác, khiến cho thần thức của hắn không thể hoàn toàn ứng xuống, càng không nói là có thể khống chế được. Trước đây hắn đã từng hoài nghi, thú cốt pháp bảo này không chừng phải có phương pháp đặc thù mới có thể mở ra. Giờ phút này hắn đem thú cốt thả ra với phi kiếm, Vương Lâm liền nhìn rõ ra chỗ khác biệt, trầm mặt một lúc thần thức của vương lâm tản ra đầu tiên lại dung nhập vào trong tám thú cốt nhỏ hơn kia khoảnh khắc khi thần thức của hắn chạm vào thú cốt này bỗng nhiên tám thú cốt mạnh dẻ hơi chấn động một cổ lực hút bỗng nhiên từ trên thân thú cốt mạnh mẽ xuất hiện nguyên thần của hắn lập tức cảm nhận được cổ lực hút này ánh mắt của hắn chợt lóe lên vận chuyển nguyên lực trong cơ thể tiến vào trong nguyên thần kéo dài thần thức ra sau đó theo lực hút nguyên thần của hắn phân làm tám dung nhập vào bên trong thú cốt. Lực hút kia dường như không có điểm cuối, không ngừng hấp thu nguyên thần, muốn đem toàn bộ nguyên thần của Vương Lâm hút vào trong. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ trầm tư, tâm thần khẽ động liền đem nguyên thần từ trong thú cốt trở về. Sau đó hai tay hắn bấm quyết, đánh ra từng đạo lạc ấn ra xung quanh. Sau đó nguyên lực trong cơ thể lại tản ra, tràn ngập một phạm vi nghìn trượng, lập tức một cổ xương trắng xuất hiện tản ra xung quanh. Trong mạng sương mù này ẩn chứa nguyên lực của hắn, nếu là người ngoài đi ngang qua nhìn thấy đám sương mù này sẽ không có hành động gì thiếu suy nghĩ bởi vì nguyên lực trong màn sương mù này tràn đầy uy áp dù là tu sĩ cảnh giới âm hư hay dương thực nhìn đến một màn này cũng phải cực kỳ cẩn thận bởi vì điều này biểu thị rằng có một tu sĩ bước thứ hai đang ở trong màn sương mù không muốn bị người khác quấy rầy nếu có ý đồ tiến vào sẽ bị nguyên lực bên trong sương mù này công kích sau khi nguyên lực tản ra hóa thành sương mù vương lâm hơi chút trầm ngâm há miệng phun ra mảnh vỡ đại ứng dung nhập vào trong sương mù sau đó hắn mới yên lòng khoanh chân nhắm mắt lại thiên linh của vương lâm lóe ra quang mang nguyên thần của thái cổ lôi lông bay ra gào rít một tiếng rồi trực tiếp lao vào phía tám thú cốt khi nguyên thần tiếp cận lập tức tự trong tám thú cốt kia lại truyền ra lực hút dưới lực hút này nguyên thần của vương lâm phân ra làm tám đạo phân biệt dung nhập vào mỗi thú cốt sau khi hấp thu toàn bộ nguyên thần của vương lâm Tám thú cốt lập tức phát ra quang mang yêu dị Mỗi lúc một đậm Cho tới khi tám đạo Lam Quang từ trên thú cốt bắn ra Toàn bộ hướng về thanh phi kiếm Ở vị trí trung tâm ngưng tụ lại Bên trong Lam Quang này Còn ứng chứa nguyên thần của Vương Lâm Nguyên thần của hắn trải qua một loại chuyển hóa Mà hắn cũng không rõ Trong thú cốt đã theo Lam Quang tiến nhập vào trong phi kiếm Thanh kiếm này rung lên Phát ra từng trận kiếm minh Nguyên thần của Vương Lâm Cũng hợp nhất trong lần ngưng tụ này lập tức cảm nhận được một cổ kiếm khí nồng đậm kiếm khí này điên cuồng tấn công vào nguyên thần của vương lâm ánh mắt của vương lâm ngưng trọng nguyên lực trong nguyên thần bỗng nhiên tản ra hình thành một cơn gió lốc quét ngang lập tức kiếm khí sở dĩ đang tiêu tan nhưng mà sau đó càng nhiều kiếm khí lại xuất hiện như không có bắt đầu và kết thúc đây là một trận pháp cấm chế trong mắt vương lâm lóe lên quang mang không ngừng thôi diễn cấm chế hắn dứt khoát ngồi xuống không ngừng suy tính nguyên lực hình thành một cái vòng bảo hộ bên ngoài thân thể hắn không để ý tới kiếm khí không ngừng công kích hắn cũng không biết trải qua bao lâu ánh mắt Vương lâm chợt lóe lên hắn đã tìm ra cách phá được cấm chế này tâm niệm của hắn khẽ động lập tức liền có cấm chế xuất hiện ngoài thân thể hắn hướng về bốn phương tám hướng tản ra giờ phút này thanh phi kiếm bị tám thú cốt vây quanh kia tràn ngập kiếm khí thanh kiếm này hướng về phía trên dựng lên bay tiết trên không đưa thú cốt bị tám thanh kiếm tiên vần quanh mũi kiếm chỉ xuống, nháy mắt kiếm khí đã tràn ra. Kiếm khí này chia làm tám đạo, phân biệt dung nhập vào trong tám thanh kiếm tiên. Nguyên thần của Vương Lâm lần nữa lại theo kiếm khí này bay ra, chia làm tám, dung nhập vào trong tám thanh kiếm tiên. Những điều trải qua trước đó lại xuất hiện, chẳng qua lúc này đây kiếm khí lại càng nhiều, vả lại theo nguyên thần của Vương Lâm phân ra làm tám, gần như mỗi một phần đều trải qua một cảnh tượng giống nhau. Ba ngày sau, cả tám thanh kiếm tiên đồng thời tràn ra kiếm khí tám đạo kiếm khí này ngưng tụ vào trong thú cốt trung tâm nguyên thần của vương lâm khi kiếm khí xông ra cũng tiến vào thú cốt lớn nhất kia bên trong thú cốt nguyên thần của hắn lại dùng hợp làm một cùng lúc đó để lại một dấu vết bên trong thú cốt này một cảm giác minh ngộ dâng lên trong nguyên thần vương lâm cũng đúng lúc này hắn đã hiểu rõ thú cốt giống như vật ấy là một bộ phận thân thể của hắn vậy Hồi lâu sau, nguyên thần của Vương Lâm theo thú cốt bay về thân thể hắn. Vương Lâm dừng đôi mắt lên, trên mắt lộ ra vẻ kinh hỉ và hưng phấn. Không hổ là tiên gia pháp bảo, nếu mà không có phương pháp đặc thụ thì căn bản là không có khả năng lưu lại thần thức trên nó mà. Một khi thành công lưu lại thần thức, thì sẽ lập tức nắm giữ được phương pháp sử dụng. Vương Lâm đứng lên, tay phải hướng về phía trước triệu hồi. Lập tức thú cốt thật lớn kia bay tới, trôi nổi trước người hắn. Dược này tên là tử mẫu đậu khu uy lực rất lớn chân chính là thiên gia pháp bảo đáng tiếc năm đó chủ nhân của nó đánh với cổ thần một trận nên bị hao tổn hơn nữa chủ nhân bỏ mình nên từ đó đến nay vẫn chưa chữa trị toàn bộ nhưng dù vậy uy lực của nó cũng rất kinh người rồi có thể nói nó là một trong những pháp bảo cường đại nhất của ta lúc này tay phải của vương lâm lật lên thú cốt kia lập tức trở nên linh động như là sống lại vậy một ngụm cắn tới tay của vương lâm một lúc sau trên lưng bàn tay phải vương lâm xuất hiện một cái đồ án thú cốt trông rất sống động vương lâm thu hồi nguyên lực nhìn thoáng qua lý nguyên ở phía xa xa thường thế của gã đã khôi phục được nhiều rồi nguyên thần đang trong giai đoạn dung hợp với nguyên lực tiến hành bước đột phá cuối cùng có thể thành công hay không vương lâm cũng không chắc chắn hết tập 160 của bộ truyện tiên nghịch cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lát